đây, hãng xe Nhật Bản Mitsubishi đã chính thức ra mắt mẫu xe Outlander 2021 hoàn toàn mới thông qua hình thức livestream trực tuyến trên Amazon Live. Bên cạnh hàng loạt thay đổi đáng giá, Mitsubishi Outlander 2021 còn đánh dấu cột mốc lần đầu tiên một mẫu xe của Mitsubishi sử dụng khung gầm chung với mẫu xe trong liên minh Renault, Nissan, Mitsubishi. Theo công bố của nhà sản xuất, Mitsubishi Outlander 2021 được phát triển trên ý tưởng của bản concept Evolution X và Montero hay Pajero với slogan Aifu Dudu, tạm dịch chân thực và hùng vĩ theo tiếng Nhật Bản. Mẫu xe này sẽ sử dụng chung nền tảng khung gầm với Nissan X-Trail mới với kích thước dài 4.709mm, rộng 1.862mm và cao 1.748mm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Outlander 2021 có chiều rộng lớn hơn 50.8mm và chiều dài cơ sở tăng 25.4mm so với thế hệ tiền nhiệm. Ở phía bên ngoài, Mitsubishi Outlander 2021 sở hữu diện mạo khoáng đạt, hiện đại và mang tinh thần hướng về tương lai. Ngôn ngữ Dynamic Shield của Mitsubishi giờ đây đã đạt tới một cảnh giới mới và ấn tượng hơn. Ở khu vực đầu xe, hệ thống đèn chiếu sáng tiếp tục được thiết kế theo dạng 2 tầng với bộ mặt ca lăng hình chữ X bo tròn và dày dặn hơn trước. Đối với khu vực thân và đuôi xe, hãng xe Nhật Bản đã xóa bỏ thiết kế thô cứng và nam tính trên bản cũ để nhường chỗ cho phong cách mềm mại và trẻ trung. Toàn bộ viền kính xe đều được sơn đen với phần mui tách biệt trùng màu sơn với thân xe, tạo cái nhìn bay bổng và thời trang hơn. Bên cạnh đó, thiết kế mâm xe hoàn toàn mới cũng góp phần tạo nên cá tính riêng cho Outlander 2021. Chưa hết, cụm đèn hậu của Mitsubishi Outlander 2021 cũng được vát mỏng với dải đèn LED đơn giản nhưng tinh tế. Bộ cản dưới sơn màu kim loại với độ dày vừa phải làm cho phần đuôi của xe trở nên thanh thoát hơn đáng kể. Bước vào không gian nội thất, Mitsubishi Outlander 2021 sẽ tiếp tục mang tới cảm xúc hứng khởi cho người xem nhờ thiết kế khoáng đạt và cao cấp. Các chi tiết vốn chỉ được làm bằng nhựa đen trước đây đã được thay thế bằng các tấm ốp da màu bắt mắt hơn. Ở khu vực bảng điều khiển trung tâm là sự xuất hiện của một màn hình giải trí kích thước từ 9 tới 12,3 inch có kết nối điện thoại thông minh, hệ thống cửa gió điều hòa kéo dài, cần số điện tử và núm xoay điều chỉnh vận hành. Đặc biệt trên phiên bản tiêu chuẩn, Mitsubishi Outlander 2021 cũng được trang bị sẵn 11 túi khí an toàn. Về hệ dẫn động, Mitsubishi Outlander 2021 được trang bị hệ dẫn động danh tiếng Super All-Wheel Control 4WD, hai cầu toàn thời gian do chính Mitsubishi độc lập phát triển. Kèm theo đó còn là 5 chế độ lái gồm Normal thông thường, Tarmac đường nhựa, Gravel đường sỏi đá, Snow đường tuyết và Mud đường bùn lầy. Về truyền động, trang bị động cơ tiêu chuẩn trên Outlander 2021 là loại 2.5 lít, tên mã PR25DD do liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi phát triển và đang sử dụng trên nhiều mẫu xe của Nissan. Khối động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 181 mã lực và 245 Nm mô men xoắn. Sức mạnh được truyền tới các bánh thông qua hộp số tự động CVT với 8 cấp số giả lập. Dự kiến Outlander 2021 sẽ bắt đầu được bán ra tại một số thị trường lớn từ tháng 4 này với giá khởi điểm 25.795 USD, tương đương khoảng 593 triệu Việt Nam đồng.